Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ đưa ra các sản phẩm thuộc từng danh mục đây. Khi mà tích vào đây thì nó sẽ là trang danh mục sản phẩm. Thì ở đây là sẽ tên tên của danh mục và ở đây là sẽ ra hiển thị các danh sách của sản phẩm đấy. Thì ở đây trong cái file mình gửi cho các bạn cũng có một trang đây. Thì thực ra nó cũng giống như cái thằng index thôi mà. Mọi người mở, để mình mở file này lên này. Đây, con 6. Đây. Nó bộ ở thằng sau item có từ thằng sau item sang bất tiện ở dưới này chạy xem à, nhầm. Đấy nó cũng như vậy thôi. Thì ở đây thì mình cũng giống như lúc nãy, mình chỉ để một cái thằng item con 3 này thôi, còn đâu mình xóa đi tại vì lát nữa mình lọc dữ liệu ra mà. Ở đây mình có một cái icon, cái để phân trang. Ở đây mình sẽ có một cái nữa để phân trang, đấy ta gọi là cái gì nhỉ, đây parameter từ đấy mình sẽ sử dụng thằng này. Ở đây thì mọi người cứ đi fake nó đi. Ồ cái này thiếu cái đi. Đêm nay hoặc ngày rồi. Đêm nay hoặc ngày. Đêm nay hoặc ngày. Đấy, cái đi fix thằng này cho là tích kèm từ. Đấy, cho nó vào giữa. Tích class. Đấy, mặc định của nó là sẽ class ở trong một. Đấy, là thế. Thì ở đây mọi người để ý nhá, khi mình kích vào từng cái mục này, đấy, nó sẽ sang sang trang danh mục sản phẩm và chuyển một cái ID của thằng danh mục, thì nó cũng tương tự như kiểu mà mình lại mở file là admin này, mình lại copy paste thôi, mình được đó. Đây, đầu tiên mình cũng lấy ID này, đấy, sau đó đấy đầu tiên mình lấy ID nhé, sau đó mình sẽ lấy tất cả các sản phẩm này, select sao from product, bảng product này, where này, category này, ID này, bảng này, ID này, đấy, bảng này, DB này. SQL. Đấy, mình debug bằng giá trị để xem. Đấy, nó đã lấy được hết các sản phẩm của cái danh mục có ID bằng 1. Thì ở đây mình show nó ra đây luôn này. For X này. Product này. As item. Đấy, có rằng là đi bao vào đây. Đặt này. Ở đây
Ở đây mọi người ý là nó cũng giống như kiểu mà thằng hôm này thôi này. Đây là mọi người copy tương luôn cái giá trị của nó để cùng giống lại của mình là để là đây tầng này. Mọi người copy vứt vào đây này để đợi sửa link với lại cái ảnh linh tinh của nó này. Đấy nó giống nhau hết mà. Làm sao để lúc mình làm nó nhanh. Đây mình bỏ cái giá trị này đi. Đấy, nó ra như vậy. Ở cái trên này này. Mình lấy cái giá trị của thằng đây, mình cũng kiểm tra sửa lại này một chút là mình cũng kiểm tra xem có tồn tại cái không không cần đâu. Này để hôm nào mình có ước lại mình không thể. Ở đây thì mình lấy luôn cái từ danh mục đấy, lấy cái danh mục có ID mình vừa truyền vào đây thì mình sẽ gắn để mình lấy cái tên của cái danh mục đấy ra mình vứt vào đây. Edit category name đấy, đeo này, AP này. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa?